Ngoài lòng yêu mến
qua lời trong ân nghĩa, Đức Kitô sẽ được sống hòa với người trong ngày sau hết. Vì thế chúng con xin phó thác người tín hữu này trong tay Cha. Chúng con cảm tạ Cha vì khi còn sống ở đời này, Cha đã ban cho phụ nhiều ơn mong là những người còn ở lại cứ lấy đức tin mà an ủi với nhau. Đợt ngày tất cả chúng con được tái ngộ trong Đức Kitô và được cùng người thân yêu chúng con sống bên Cha mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con đã xong cái xuân, con cấy về đời.
Lạy Chúa là Chúa Cha nhân từ, xin rủ lòng từ bi, khoan dung, xót thương người tôi tớ Chúa đây là linh hồn người thân yêu của chúng con đã được Chúa thương gọi ra khỏi thế gian về hưởng nhan thánh Chúa. Xin cho chúng con, những người đoàn tụ quây quần nơi đây cũng được diễm phúc như linh hồn này để cất lời mừng vui ca hát. Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô tôi thật vinh phúc. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày, vẫn cứ như còn sống hoài giấc mơ trên miên. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô tôi thật vinh phúc. Thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Thay mặt cho già và thị quyền, thôn Tiểu La và thôn Văn Quan, kính thưa các vị quý khách, kính thưa các vị thân bằng, ý thay mặt cho đảng và chính quyền, các vị đại biểu, các quý khách tổ phương, các ông bà nội ngoại thân thông nhân gia vô cùng anh em con cháu của cụ đã có mặt đông đủ trước linh sàng làm lễ an táng cho cụ để trình tự. Tôi xin trân trọng giới thiệu phần thứ nhất, thay mặt cho đoàn cán bộ và nhân dân thượng Tiểu La xin trân trọng kính mời hai đại biểu lên đặt vòng hoa kính viếng cụ lần cuối, xin trân trọng kính mời. Thank you.
và nhân dân thôn Kiều Na và thôn Văn Quang. Kính thưa toàn thể gia đình, con cháu thân quyến của cụ cùng các quý khách gần xa. Giữa lúc cán bộ và nhân dân thôn nhà đang khẩn trương thu hoạch phục vụ lúa xuân thắng lợi, chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa năm 2013 và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, bồi hồi thương nhớ nhận được tin cụ Nguyễn Văn Tình về 250 cõi Vĩnh Hằng. Cụ Nguyễn Văn Tình sinh năm 1937, sau thời gian lâm bệnh đã được gia đình con cháu tận tình chăm sóc, được các thầy thuốc hết lòng cứu chữa, được các đoàn thể bà con lối xóm thăm hỏi động viên. Song vì tuổi cao sức yếu, cụ không qua khỏi được, đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 4:30 ngày 31 tháng 5 năm 2013, tức ngày 22 tháng 4 năm Quý Định. Cụ hưởng thọ 76 tuổi. Kính thưa hương hồn cụ, với 76 năm qua, trước cách mạng tháng 8 cụ còn nhỏ, sau cách mạng tháng 8 cụ lớn lên và trưởng thành, cụ tham gia nhiều phong trào của địa phương. Với gia đình, cụ cần cù lao động, nuôi dạy các con khôn lớn và trưởng thành. Cụ luôn động viên các con cháu và gia đình chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Với bà con lối xóm, cụ là một tấm gương đoàn kết giữa lương giáo, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cụ đóng góp từng hạt gạo, củ khoai gửi ra tiền tuyến, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, cụ đồng viên các con và cụ lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Than ơi, cụ mất đi, các em mất đi một người anh đáng kính, các con mất đi người cha hiền hòa, giản dị đầy tình thương. Các cháu các chất mất đi một người cụ, một người ông yêu quý. Hội người cao tuổi thôn nhà mất đi một hội vương, hội viên gương mẫu. Cán bộ và nhân dân thôn nhà mất đi một công dân giàu lòng nhân ái. Than ơi, trong giờ phút đau thương này, cán bộ và nhân dân hai thôn cùng các em, cùng các con, các cháu, quý khách gần xa đứng trước linh sàng cụ, một nén hương thơm, một vòng hoa tươi xin vĩnh biệt cụ nơi suối vàng yên giấc ngàn thu. Xin đề nghị các đại biểu một phút mặc niệm bắt đầu. Tân bằng cố yếu, hôm nay không may cho gia đình chúng con có người cha đã theo tiên tổ, được sự quan tâm của các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền và toàn thể bà con nhân dân hai thôn đã đến thăm viếng và động viên bà mẹ của chúng con và anh em chúng con. Con không biết nói gì hơn, xin cúi đầu cảm tạ. Sau khi mời các cấp cụ con cùng toàn thể bà con nhân dân đưa bố con đến nơi an nghỉ cuối cùng, đã quay lại gia đình chúng con để mẹ con và anh em chúng con sẽ có lời cảm tạ. Xin cảm ơn. Sau đây buổi tang lễ của cụ Nguyễn Văn Tình được bắt đầu.
Thank you.